Mình xin chào tất cả các mường thủ quay trở lại với mình ha. Thì ngày hôm nay mình sẽ lên tiếp cho em làm cái combo cần và máy nha em. Cần và máy thì hôm nay nó của hai thương hiệu nổi tiếng ha. Cần chúng ta có là cây cần của hãng Ben nha em, tên cần là Ben Rambay ha. Còn máy chúng ta có là một con của Daiwa, Daiwa BGRR ha, size 8000 phiên bản ARK. Combo cần và máy này thì thích hợp mình câu đa dạng các thể loại nha em. Chúng thích hợp nhất là cho những em gọi là đi câu trốn vợ ha. Cái này là nói cho vui nha em. Nhưng mà nói như vậy thì không ổn ha. Trên kênh mình thì cũng có một số chị em phụ nữ là xem nữa nha anh em. Nói chung mình không biết là phải là vợ của các anh em xem rồi mua cho các anh em chơi hay là sao mình cũng không biết ha. Nhưng mà thực tế là mình có tới 5-6 khách nữ rồi nha anh em. Nói chung là cho mình sửa lại đi. Cái combo này là cái combo đi câu gọi là đi câu công khai nha anh em. Đi câu du lịch cùng với gia đình vợ con là ok nha. Tại vì cái cần này là cái cần du lịch nha anh em, cái cần 4 khúc ha, mình có thể thu gọn tiện dụng mình mang lên lên xe mình đi du lịch nè, đặc biệt là cái dịp lễ 2 tháng 9 sắp tới nha anh em. Rồi, trước khi vào giới thiệu kỹ về cần và máy cho mình sẽ nhắc lại ha. Những anh em nào mà xem kênh mình có nhu cầu mua cần hoặc là máy cũ thanh lý thì đầu tiên em bấm giùm mình cái nút đăng ký với chuông thông báo nha anh em. Để khi mình có về cần hoặc là máy mới anh em có thể xem và lựa chọn được sớm nhất ha. Còn những anh em nào mà nghỉ chơi thanh lý có nhu cầu lên đời những sản phẩm bên mình á, thì anh em liên hệ mình qua số điện thoại này 0909419819. Mình chỉ sử dụng duy nhất một số điện thoại này nha anh em. Anh em gọi trực tiếp hoặc liên hệ mình qua Zalo ha. Và có một điểm lưu ý là mình sẽ chỉ nhận thu những sản phẩm gọi là còn đẹp nè. Và đặc biệt là mình sẽ không thu những sản phẩm lỗi nha anh em. Cho nên là anh em thông cảm cho mình phần đó ha. Những sản phẩm nào gọi là cần và máy đẹp, máy lướt đồ này kia đó, mình sẽ ưu tiên mình hỗ trợ trước cho anh em nha. Rồi, bây giờ mình mời anh em vào phần giới thiệu kỹ về cần và máy ha. Đây mình lên cho em cây Ben Rambay nha nè. Rồi, đầu tiên mình quay ngoại hình bên ngoài ha. Thì cây này nó cũng thuộc phân khúc gọi là tầm trung của hãng Ben nha nè. Cho nên là cái độ hoàn thiện ha. Và những cái phụ kiện của nó nè. Chẳng hạn như là một cái hộp chống sốc nha nè. Hộp chống sốc của cây cần ha. Thì nó làm khá là đẹp ha. Bên ngoài thì nó có cái thương hiệu Ben nè và cái tên của cần là Ben Rambay. Ống này cũng khá là cứng nha anh em, mình không biết phải làm bằng nhựa hay là giấy giấy tổng hợp ha, khá là cứng chống sốc. May vải nỉ rất là đẹp ha. Cây này thì nói chung mình quay lại cho những anh em gọi là mới xem kênh thôi chứ thực tế là cây này mình về trên kênh cũng khá là nhiều rồi. Đây, nó có một cái nắp mình kéo cái dây kéo ra ha. Cái này thì do là gửi ở bên vận chuyển đó nè, có đóng một cái tem bể đây ha, để tránh cái tình trạng gọi là trao đổi hàng rồi này kia ha anh em ha. Gần đây thì bên mình á, mình giao hàng thì mình gặp một số trường hợp gọi là shipper cũng hơi lười nha anh em, cho nên anh em thông cảm cho mình phần đó ha. Khi mà hàng tới rồi này kia đó mà họ kiểu như họ không có cái đơn nhiều của cái tuyến đường của anh em đó, họ sẽ đợi ha, chứ họ không có đi. Nhất là những cái sản phẩm gọi là cần câu quá anh em, những cái cần câu dài đó, những shipper họ cũng lười. Nhiều khi mình cũng không biết về cái vấn đề gọi là chuyên môn ở bên cái ngành nghề của người ta như thế nào. Nhưng mà thực tế mình thấy vậy nó cũng không hay ha. Nhưng mà để khắc phục tình trạng đó thì những anh em gọi là đợi cái lúc mà mình gửi hàng đó, mình báo cho anh em đó, thì tầm 2-3 ngày thì hàng sẽ tới ha. Anh em thấy lâu quá thì anh em báo mình kiểm tra lại. Tại nhiều khi mình cũng gọi là bận đi làm nha anh em, công việc chính ha. Mình sẽ hỗ trợ cho anh em, mình liên hệ bên chăm sóc khách hàng đó. Mình sẽ hối cái đơn nó giao nhanh cho anh em ha. Tình trạng đó rất là nhiều nha anh em. Ở bên cái đơn vị giao hàng mới của mình đang giao thì nó ít cái tình trạng gọi là lúc trước mình gửi hàng ở bên bưu điện đó nè, thì nó có tình trạng gọi là không có liên hệ khách ha, mà nói là liên hệ không được rồi trả hàng về luôn đó nè. Những vấn đề đó vấn đề tiêu cực ha. Mình sẽ cố gắng mình gọi là hỗ trợ ok nhất có thể nha nè. Rồi, mình sẽ quay cái từng khúc cho anh em ha. Cần này thì bao gồm là 4 khúc. Khi mà mình thu gọn lại mỗi khúc này thì nó dài 60cm nha anh em. Cái ống này ha. Mình có thể mình mang lên máy bay được nha anh em. Hợp nhất là mình đi du lịch, đi biển rồi này kia đó. Những nơi có nước đồ này kia ha. Mình đem theo mình câu một vài con cá thì nó cũng vui nha anh em. Mình tập cho những cái đứa con, đứa cháu nhỏ của mình chơi giải trí ha. Bộ môn giải trí lành mạnh nha anh em. Rồi, đầu tiên mình quay phần cán cần cho anh em xem ha. Cán thiết kế khá là chắc khỏe nha. Cái đường kính gốc cũng khá là to nè. Rồi cái bát của hãng Ben nha nè.
Bát nhìn khá là lực luôn ha. Này hình như là bằng nhôm nha. Cái khúc trong là bằng nhôm, ở ngoài thì nhựa ABS, nó cũng tương tự như Fuji nha, không thua kém ha, chắc hơn luôn nha nè. Nó có cái tem của Ben ở trên nè. Đây khúc gốc này ha, nó có một cái nắp chụp cao su này nha. Anh em sử dụng cây này thì anh em lưu ý cái phần nắp chụp này ha, xài kỹ nha anh em. Cái này nó còn cứng nè, anh em đánh kéo ra kéo vô nhiều thì nó sẽ bị gọi là nó mòn ha. Cái này là để cho mình có cái tình huống là mình câu vít đó nè, câu những cái thể loại mà có thao tác nhiều ha, khi mình câu trên trên ghe đó, đặc biệt là câu vít ha, thì nó có cái bát này gọi là bát để mà chống vô một cái, nó chống vô một cái bát phụ nữa nha nè. Bát phụ đó, cái đó mình để ở ngay hông mình đó, rồi nó tạo cho mình cái thế, nó đỡ mỏi tay á nè, có thế mình vít mình nạy cá lên đó. Đó là cái công dụng của cái bát dưới này ha. Rồi phần phần cán mút nè, khá là mới nha nè, có vết nhẹ nhẹ thôi, giống như cái dấu móng tay qua thôi. Rồi đây là 3 phút còn lại nha, mình lấy ra và mình cái túi này anh em, ở cái ngăn của cái gốc đó, nó bị bung chỉ ha. Nói chung anh em nào kỹ thì dành may lại, còn không thôi thì mình để mình vẫn sử dụng bình thường nha anh em. Tại vì ở trong là nó chỉ để cho gọi là chống chày á, chống chày những cái khúc này nó va vào nhau á, nó chống chày ha. Mình cột lại cũng được anh em, mình bỏ 4 khúc vô, mình ở đây nó có một cọng dây cột, mình cột vòng tròn này nó không bị tuột ha. Đó, nó có cái lỗ ở đây ha, túi nè. Rồi mình quay cái khúc thứ hai tiếp theo từ dưới gốc lên ha. Cây này nó cũng rất là trâu khỏe nha anh em. Thông số để mình đọc cho anh em coi coi. Thông số nó ghi ở trên đây là chiều dài của nó là 2m23 ha. Từ 30 tới 50 là B. Tải cũng khá là khủng nha anh em. Từ 15 cho tới 25 kg ha. Cây này có clip test nhất tỉnh đâu, mình nhớ không lầm là 10 kg á. Đây, carbon nguyên chất ha. Carbon này, carbon màu đỏ nha anh em, nó có vảy giống như những cái vảy của con cá rồng ha. Khá đẹp nha anh em. Carbon nguyên chất của nó là màu đỏ nha anh em, còn carbon đen này kia thì nó cũng có pha một vài chất liệu khác nha anh em. Dàn khoen trang bị trên cần là khoen Fuji ha, Fuji chân xám khói nha anh em. Còn rất là đẹp ha, nếu mà có xước thì chỉ xước lông mèo thôi, soi kỹ mới thấy. Nè anh em thấy ở dưới ánh sáng không, nó lên những cái vảy rất là đẹp nha nè. Màu đỏ ha, hợp mệnh mệnh hỏa. Cái này mình đem đi mình câu cá tra hồ dịch vụ được luôn nha nè, siêu bạo lực mà. Con cái là cây này đem đi câu lua thì không được nha nè, tại vì nó thuộc dạng cũng cứng á. Thông số tải mồi đi, cái này thích hợp chắc là mình câu vít nè, nó có cái bát vít ha, thì mình đánh từ 200 cho tới 500 gram nha nè, mồi vít đó. Trang bị cái bộ cần này dịp lễ này mình đi đi biển ha, câu vít đồ này kia, mua thêm 1-2 con vít nữa là săn hàng Vivu nha nè. Câu biển rồi này kia đòi hỏi sức khỏe cũng nhiều nha. Những anh em nào mà ít đi tàu ghe rồi này kia thì cũng nên tìm hiểu. Tại vì khi mà đi ra tới nơi rồi này kia say sóng rồi này kia, câu không được rồi này kia thì nó uổng phí cái chuyến đi nha nè. Một cái chuyến đi 3-4 ngày thì cũng khá là mắc tiền ha. Trên 3 triệu nè, một người á. Nhưng mà nó cho mình những cái trải nghiệm gọi là đáng đồng tiền bát gạo nha nè. Những trải nghiệm đó thì cũng có thể nhiều khi nó không mua bằng tiền được ha. Khi tuổi trẻ rồi này kia còn sức khỏe rồi này kia, mình đi ra biển ra khơi rồi này kia, mình đánh những con cá từ mười mấy 20 kg rồi này kia, thì những cái kỷ niệm, những cái hình ảnh, những cái clip đó mình lưu lại ha, về sau lớn tuổi rồi mình coi lại những cái đó thì nó cũng là một cái niềm vui nha nè.
lâu lâu có một chút gọi là tâm trạng tâm sự xíu vô ha anh em ha, cho đỡ nhàm chán ha. Toàn bộ dàn khoen của nó đều là khoen Fuji hết nha anh em, Fuji chân xám khói ha. Để mình đếm cái dàn khoen mình nhớ lòng là 9 khoen, là 2 4 nè, 5 nè, 6 7 8 9 khoen, đúng là 9 khoen nha nè. 9 khoen bao gồm cả đầu bu ha. Cần thì còn rớt mới. Cây này cái giá mới hiện tại là 1 triệu 7 50 hoặc 1 triệu 8 đó nè. Đây thì mình ráp vô. Nè, đây là cái khớp đọt này ha. Anh em lưu ý là những cái cây cần mà mới mua ha, mới mua về và những cái cần đánh ít thì nó sẽ có một cái đoạn hở giống như vậy nha anh em. Mình đánh một thời gian thì nó sẽ tụt xuống. Anh em những anh em mới chơi mình chưa biết á, nhiều khi mình thấy cái này mình tưởng lạ rồi kia, nó chưa có vô sát cái khớp rồi kia, mình mài xuống là không nên nha anh em. Mình làm như vậy nó hư gần ha, mình như vậy là mình đã đánh ngon rồi nha. Mình đánh thời gian thì nó bắt đầu nó tụt xuống. Mình hướng dẫn nhiều lần rồi, cũng giống như là mình nói lại cho những em mới xem kênh thôi. Đây, cái khớp thứ hai nè. Và đây là cái khớp cuối cùng. Khá là khít nha nè. Đó. Tại là mình quay ở trong phòng ha, cho nên là cái nó không có cái không gian để mà mình đủ thử cho anh em xem ha. Đọt cây này thì nó cũng cứng nha nè. Hẹn bạo lực mà. Tầm 2,3 m mà nó tải cao nữa. Câu vít thì từ 200 cho tới 500 gram ngon nha. Rồi, cái này mình thanh lý cho anh em giá là 1 triệu 250 nha nè. 1 triệu 250 ha, còn còn rớt mới nha. Rồi, tiếp theo là mình lên cho anh em con Daiwa BGRR ha, con này thì quen thuộc rồi. Màu đỏ. Mà hình nè, cái hộp thì còn rớt mới nha nè. Máy này là mình thu là máy máy ở không nè. Để cũng một năm rồi đó. Cái trong hộp nè ha. Chủ nó giờ nghỉ câu rồi, tập trung vào công việc rồi nè. Mở xưởng, mở công ty lớn rồi. Nói chung mình làm việc nhiều ha, mình cũng có thời gian nghỉ ngơi, mình gọi là mình thanh lọc cái đầu óc nha em. Bộ môn câu cá này cũng là một bộ môn giải trí lành mạnh ha, thay vì mình ăn nhậu ca hát đồ này kia ha, thì nó cũng có hại sức khỏe rồi tốn tiền. Còn cái bộ môn này thì ít tốn tiền hơn ha, nhưng mà mình được cái là nó giải trí nha em, giải trí xả stress khá là hiệu quả ha. Đây phần núm nè ha, có bịch đồ này kia đầy đủ nha anh em. Có cây này nó có một cái lục giác hả ta, mình nhớ là hình như là không có nha. Mở bên trong cho anh em xem. Đây, hộp sắt ron rồi này kia đầy đủ nha anh em, hộp còn rất là mới ha, nó còn từng ngăn rồi này kia này. Thôi mình sẽ bỏ lại y như vậy cho anh em ha. Đây nhân vật chính của chúng ta. Rồi, đã qua BGRR ha. Anh chàng màu đỏ cũng khá đẹp trai mạnh mẽ nha anh em. Con máy này thuộc về dạng máy bạo lực ha. Đó rồi mình sẽ phân tích về cái thông số cho anh em xem. Đầu tiên mình sẽ quay về cái phần ngoại hình cho anh em xem. Phần rotor nè ha. Phần rotor vô đây thì mình thấy nó có chạy một vết ở đây nha nè. À và cái vết này nó kéo dài vô bên trong luôn nha nè. Quay cái mô bin lên, quay kỹ cho anh em xem. Nè. Xước vô trong đây nha nè. Cái này mình nghĩ là cái cây chống cần ha. Rồi, cái máy này mình sẽ soi kỹ cho anh em. Rất chạy nha. Nói chung không có đáng kể đâu. Nè. Theo ngoại hình thì còn rất là mới. Sức nhẹ thôi nè. Con này thì câu ít lắm. Ông coi công ty mà.
nói cây nè, cái con này ông câu chừng 2-3 lần rồi. Đây, cái phần thân máy nè ha. Khách đang điện đó anh em, hồi nãy mình lên cái clip cần câu đó. Không biết anh em nào điện ha, thông cảm giùm mình ha, lát hồi mình sẽ nghe sau, mình đang quay dàn dở. Đây, cái chân máy nè anh em. Xước nhẹ miếng ha. Rồi, phần chân máy nè, những cái góc, những cái điểm nhạy cảm thì nó sẽ có chảy nước sơn ha. Máy này nè, lấy nét kỳ ra. Rồi, nói chung cũng có chày đó, mà không đáng kể nha nè. Còn cái bobin. Đây ha, bobin khá là đẹp nha nè. Clip trước mình cũng có lên lên con nữa, mà con đó thì nó không có hợp sách ha. Có túi, con đó thì chốt rồi, chốt cho anh khách khách quen ha. Anh mua mình rất là nhiều lần nữa nè. Đây, trên cái nắp bobin nè ha. Ủa, xong luôn. Dĩ nhiên là ốc tán nguyên zin hết nha anh em, chưa mở tháo lắp ha. Nó có một cái nắp cao su ở đây nha. Chống nước, anh em lưu ý phần nắp đó nó dễ bị rớt nha anh em. Anh em quẹt là nó bị rớt ra giống vậy nè. Đó, thấy không? Chụp vô ha. Viên mình có thể đổi tay trái phải được nha anh em, bằng cái nút này qua mình đổi qua thôi. Đây. Tránh bị rớt cái nắp này nha anh em. Rồi, khách gọi liên tục. Anh em thông cảm cho mình ha, mình quay xong clip mình sẽ xuống mình gọi lại cho. Nói chung anh em nào nhắn tin trước thì mình sẽ coi, mình căn cứ thời gian rồi hết. Anh em yên tâm phần đó ha. Ai cũng như nhau, vì vậy cho nó công bằng vậy nè. Cái này là cái mỡ nè, hình như là bôi thêm hay sao, hoặc là mỡ zin nữa nè. Chưa lau chùi hay là gì hết. Đây, mấy có sao để vậy ha. Quan trọng là cái phần hoạt động nè. Lấy vô quay cho anh em xem. Đây, phần tay quay ha. Tay quay trang bị núm ARK của hãng đây qua nha nè. Rồi, cái núm này khá là chắc luôn. Con này đánh rất ít luôn. Con cá là hơi giữ không kỹ ha. Đọc phần thông số trước đi rồi mình vô cái phần quay về hoạt động nha nè. Thông số con này thì nó chạy vòng tua là 4.9 ha, size 8.000. Cân nặng của nó 615g, mắt rắc của con này là 15kg ha, khá là khủng nha nè. Rắc của Daiwa thì nó có công nghệ là ATD nè. Một quay theo ruột 94cm cước, thông số bắt đạn của nó là 5+1 nha nè. Thông số dây thì dây BE4 vô được 300m ha. Và dây ni lông thì dây 0.4 vô được 200m anh em ha. Những công nghệ nổi bật trên con máy đó là công nghệ aluminum body ha, toàn thân làm bằng hợp kim aluminum. E-rotor này, công nghệ thiết kế cái rotor cắt xẻ những chi tiết giống như là cánh quạt để mà tản nhiệt cho con máy ha. ATD này là viết tắt của từ Automatic Duramine Rack. Sử dụng cái loại mỡ khi mà hoạt động với công suất lớn thì nó sẽ tạo ra cái độ cô đặc ha. Nó tăng cái lực hãm lên ở những cái nước đề ba đầu của con cá khi mà nó ăn mồi ha. Khi mà con cá nó ăn mồi, khi mà đóng sóc lưỡi đó, nó sẽ chạy cái nước đầu á. Là cái lúc đó cái mô bin mình chỉ để hờ thôi, mình chưa có tăng ha. Đầu cái mô bin mình để hờ, mình xả cái lực gì ha. Thì khi mà con cá nó phóng cái nước đề ba đầu á, là cái mô bin nó vẫn còn nhẹ vậy nha anh em. Nó xả ra một đoạn thì cái này mình chưa có kịp mình siết lại đó, thì nó sẽ tăng cái lực hãm liền luôn ha. Đó, cái nước đề ba đầu nó phóng nhanh á. Khi mà cái máy nó, cái mô bin nó xả công suất cao thì nó sẽ tự cô đặt cái mỏ đó, nó tăng cái rắc. Lúc đó mình sẽ bắt đầu mình chỉnh dần lại nha anh em. Đó, nó hỗ trợ mình cái nước đầu của con cá ha. Không lâu phân tích kỹ lại, còn cái phần đó thì mình giải thích cho anh em rất là nhiều lần này. Tích đi ghi ghi nè.
cái bánh răng to ha. Bánh răng to cho cái lực kéo khủng nha nè. Mắt rắc của nó lên tới 15 kg ha. Công nghệ mặt siêu LED, sử dụng cái loại dầu tự tính mặt siêu ha. Nhất là bôi trơn, thứ hai là chống nước và chống rỉ sét. Đó là những công nghệ gọi là nổi bật trên con máy nha em. Ngoài ra nó có một số cái công nghệ phụ nữa ha. Công nghệ quen thuộc thì người ta không có ấy, người ta chỉ đeo những công nghệ gọi là nổi bật trên máy thôi. Rồi, gắn vô mình quay thử cho anh em xem. Rất là mượt nha anh em. Hoạt động thì đánh giá 98-99% ha. Còn cái ngoại hình của nó thì nó có một số cái điểm chày không đáng kể nha. Ngoại hình đánh giá tầm 95-96. Hộp sách này kia đầy đủ ha. Tất cả những cái vật dụng ở trong máy đâu còn rất là mới nha anh em. Hộp cũng vậy ha. Con này thì hợp mình câu đa dạng theo loại nè. Thứ nhất là con máy này là con máy chuyên biển ha, có công nghệ mặt siêu nè, chống nước nè, rồi thiết kế những cái thiết kế chuyên biển là cái mô bin nó không có cắt xẻ nè. Bởi vậy mình nói nó hợp với lại cái cây cân hồi nãy đó nè. Anh em có đi biển thì mình trang bị cái bộ này, mình câu vít, câu ngâm rồi này kia đều được ha. Đi chơi du lịch rồi này kia ngồi câu một hai con cá thì nó cũng có là một cái thú vui đáng trải nghiệm trong cái chuyến đi du lịch nha nè. Đó. Còn mình câu hồ dịch vụ thì cái combo này mình đánh cá tra gọi là vi vu thoải mái ha, gọn nhẹ nữa, có cái túi đeo đó, có cái quai đó mình đeo vô trong hồ ha, ráp 4 khúc lại rất là gọn ha, thích hợp cho những em chúng vợ đó. Cái này chiều dài 60 cm, không biết là bỏ vừa vô cái cốp xe như là BCX chắc vừa đó cốp xe ha. Còn mấy cốp xe khác thì đo lại nha nè. Rồi ok, con này mình thanh lý cho anh em giá là 2.250.000 nha nè. 2.250.000 ha. Máy còn rất êm mượt nha. Máy này nó không một năm rồi. Anh chủ nó là chủ một công ty ha. Rồi 2.250.000. Cái kia là 1.250.000. Combo trên 3.000.000 tí mà bao anh em đánh luôn ha. Bao anh em đánh gọi là bạo lực nha anh em. Rồi cuối video thì mình có một số cái sản phẩm phụ nha anh em. Đó là nho câu ha. Nho này thì mình cũng thu lại nè. Đầu tiên là mình lên cho anh em 5 chùm ha. Nho này là lửa BKK nha anh em. Đây. BKK số 3 ha. Và nho là nho 6 nè. Chiều dài này thì tầm chắc 15 quá. Đây có giá ghi trên cần lượng 52 một bộ nha anh em. Nhưng cái nho này mình thanh lý cho anh em giá là 30 thôi ha. Nho này nho chưa sử dụng luôn nha anh em. Ở đây mình có 5 bộ ha, tức là 150 nha anh em. 5 chùm nha. 5 chùm nho 6 BKK số 3. 150. Khá là đẹp nha anh em. Còn đây là mình có nho cho anh em câu cá chim nè, dây siêu bền ha, nho này đã qua sử dụng. Mình mở ra cho anh em xem cho nó rõ luôn. Mình đếm thử ra đây bao nhiêu chùm, 2, 4, 6, 8, 10, 12 chùm ha. 12 chùm thích hợp cho anh em câu câu cá chim, câu xôi chè rồi này kia nè. Lưỡi nè, còn khá là ok ha. Nho này thì mình, cái lưỡi này thì mình cũng không nhớ ha. Mình nghĩ là Asino. Lưỡi Asino hay sao á nè. Cũng to, lực ha. Cái này đời trước rồi. Đó, 12 chùm ha. Thanh lý cho anh em giá 120 thôi. Cũng ít đánh nha nè. 120 ha. Một cái thịt xoay chè rồi này kia. 5 chùm kia là 150. Cái này là 120. Rồi cái lưỡi này cũng chung loại cái lưỡi đó luôn ha. Nho 6 luôn nha nè. Cái này là chưa sử dụng ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chùm. 6 chùm này là 120 luôn nha nè. 20.000 chùm. Dây siêu bền ha. 120, 150.
giá khá là đẹp cho anh em câu cơm gạo kinh tế ha. Rồi cuối clip thì cho mình nhắc lại ha, thông tin liên hệ của mình là 0909419509, anh em gọi trực tiếp hoặc liên hệ với mình qua Zalo nha anh em. Mình cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip tới đây ha. Chào và hẹn gặp lại tất cả anh em nha.